Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda City cho cả 3 phiên bản, từ phiên bản RS, bản L và bản G. Khi mà sang tháng 11 này, chiếc xe Honda City cả 3 phiên bản này đang có các chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhé. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda City bản RS, nó sẽ bản cao cấp nhất của dòng xe Honda City. Với giá miết của chiếc xe này đang là 579 triệu. Sang tháng 11 này thì đại lý chúng em đang bán cho mình giá đang là 572 triệu. Tức là đang giảm giá cho anh em là 20 triệu tiền mặt và tặng cho anh em là 45 triệu phụ kiện em nha. 45 triệu phụ kiện đấy ạ. Tổng khuyến mại lên tới là 65 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe Honda City bản RS này lăng bánh nội đang là 673 triệu. Còn là tỉnh thì 642 triệu. Tỉnh áp thuế 200 thì 653 triệu. Và ở thành phố Minh thì là 661 triệu. Trả góp thì đang là 217 triệu. Tỉnh thì đang là 185 triệu. Tỉnh áp thuế 200 thì 197 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 204 triệu. Còn một giá tốt hơn hay khuyến mãi nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda City bản L. Với giá miết của chiếc xe này đang là 569 triệu. Sang tháng 11 này thì đại lý chúng em đang bán cho mình giá đang là 549 triệu. Tức là đang giảm giá cho anh em là 20 triệu tiền mặt và tặng cho anh em là 45 triệu phụ kiện nhá. 45 triệu phụ kiện đấy ạ. Tổng khuyến mại lên tới là 65 triệu. Giảm giá sâu hơn cho cả tháng 10 nhá. Vậy thì chiếc xe Honda City bản L này lăng bánh nội đang là 640 triệu. Còn ở tỉnh thì 609 triệu. Tỉnh áp thuế 200 thì 620 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 628 triệu. Còn trả góp ở nội thì đang là 207 triệu. Tỉnh thì 176 triệu. Tỉnh áp thuế 200 thì 187 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 195 triệu. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm để gửi lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda City bản G ạ. Nó sẽ bản thấp nhất của dòng xe Honda City. Với giá miết của chiếc xe này đang là 529 triệu. Sang tháng 11 này thì đại lý chúng em đang bán cho mình giá đang là 509 triệu. Tức là đang giảm giá cho anh em là 20 triệu tiền mặt và cũng tặng cho em thêm là 45 triệu phụ kiện nha. 45 triệu phụ kiện đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda City bản G này lăng bánh nội đang là 595 triệu. Còn tỉnh thì là 565 triệu. Tỉnh áp thuế 200 thì là 575 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 584 triệu. Còn đối trả góp ở Hà Nội thì đang là 194 triệu. Tỉnh thì 163 triệu. Tỉnh áp thuế 200 thì 174 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 183 triệu. Ok, vậy dòng này mình đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Honda City rất là chi tiết cụ thể rồi. Với dòng này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Ok, xin phép em sẽ dừng vào đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các em ạ.